cá lăng, rục phi, con cá băm đá. Mấy cái đoạn nướng này mình làm một cái mảng nhỏ. Mảng nhỏ để mình để cái xô run cái đồ mình đi qua cái vùng này, mình bơi qua thôi, mình đi theo cái mảng này. Sang người anh em không muốn đi lên đồi nó xa, với người chỗ này nó sâu. Cái đá ngại ấy mình là bỏ xô run mình đến đây. Mình bơi qua đây. Bơi qua cái đoạn đấy mình đến cái đó đi thả câu phía trên mọi người ạ. Bạn buộc một chút là xong thôi, cái đấy nó nhỏ mà. Đây cái trong đây có một cái suối nhỏ mọi người này. Đây cái suối bé này. Trong này có cái suối bé, mình làm cái máng đấy để lấy nước uống ăn ở đấy. Nước tuy nhiên nước ở ngoài sông khe lớn thì nó vẫn sạch, nhưng mà mình làm đấy nó cảm thấy nó sạch hơn mọi người ạ. Chạy đấy để lấy nước uống, tắm này, tắm ngoài này ok luôn mọi người nhá. Anh em mình hoàn thiện cái chiếc máng này xong để đựng cái đồ mình ấy thôi là 4 giờ anh em mình sẽ đi thả câu. Mình sẽ thả ở dưới này mấy giây trước. Trước ta xem tối lại có thêm cái cá nào để nướng mấy con trạch mà mình câu được không mọi người. Con mồi to rồi. Bây giờ anh em mình xuống đây 3 giây mọi người ạ. Xuống đây trước tối về nâng lên lấy cá ăn xong rồi mắc lại câu lại sau. Chuẩn bị bây giờ là 3:30. 3:30 thì anh em mình cuốn mấy dây này xong rồi anh em mình đi lên đây buộc đá trước. Em mình rút gọn hơn một chút hơn trước là không mình cần là mắc mồi trước mọi người. Bây giờ mình sẽ buộc đá trước để đó. Đi lượt về đến điểm cuối và móc mồi xong quay lại thả dần xuống là quay ra đây là vừa mọi người ạ. Ok nhé, bây giờ anh em mình cùng xuống mấy cái dây đây xong bị thả xuống để kiếm ít cá tối về ăn. Ra xa một chút, kéo ngang ngang. Kẻ chân chỗ bạn ơi, sao lại vô đây? Vòng ra ngoài chứ. Chứ có cạn quá không? Đánh đây đánh cá trạch mọi người nhá. Bây giờ đang còn sáng thì cá nó chưa ra đâu. Đây đấy là chốc tối xuống hy vọng cá trạch thì nó ra nó ăn thôi. Còn bây giờ nếu mà cá con nó đỡ dĩa thì cũng có cá mọi người ạ. Dây cải tiến lên dưới thả xuống không? Hả? Cái dây cải tiến lên dưới đã không? Đó nó xì ra ngoài kìa, ra giữa đi, ra dòng đi.
Đấy, ok. Đấy, mình xuống ở đây 3 giây mọi người ạ. Quá trình xuống dây thì tối mình phải xuống. Còn bây giờ là mình chỉ xuống 3 giây này trước, hy vọng cá con nó đỡ rõ đi. Tối anh em mình quay lại là có cá để nhấc lên để nướng mấy con cá nãy mình câu mọi người nhá. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị đi buộc dây trước mọi người ạ. Buộc dây xong rồi, bóc mồi xong. Cái thả xuống vừa đi lên đoạn trên này mình vừa đi vừa tìm cái chỗ đẹp để mình đánh nhá. Bây giờ anh em mình chuẩn bị đi vào trong móc mồi và thả câu, hy vọng ngày mai lên nhiều hàng anh em ạ. Đây thì có xô zoom và túi câu dây đây, bạn đây là túi đây, ok đấy, 2x2 túi xô zoom thì mình sang đây bỏ cái mảng, tất cả bỏ mảng chữa đi. Rồi, chuẩn bị đi mọi người nha. Cái mảng nhỏ đấy là mình để run với túi cầu, là mình bơi qua kia nó dễ thôi mọi người ạ, không không làm chữ người, là nó không có sâu, nó bình thường mà. Bây giờ anh em mình di chuyển ra. Đèn pin chưa? Có rồi, trong nữa nhìn nữa. Anh em mình vừa đi vừa buộc dây đến cái khu vực này mọi người ạ. Trên này mình nhớ là trên này còn hai vụng, trên đấy vụng này vụng nữa, là chỗ này nó không đi được, nó khuất luôn, phải phải cái chèo mọi người. Còn phía dưới này thì một vụng sâu này là anh em mình tập trung mắc rồi, mọi người 3-4 dây rồi. Giờ tiếp tục lên phía trên này buộc và chờ tối quay lại mình mắc mồi và ném xuống, hy vọng ngày mai nhấc lên nhiều cá mọi người ạ. Đó. Anh em mình vừa đi thả câu lại rồi mọi người ạ. Giờ 10 giờ rồi. Trên kia nó khó đi lắm, cái đường mai mình sẽ quay lại cho mọi người xem cái đoạn đường mình đi thả câu nó vất vả. Mình đi lâu quá. Anh em tìm điểm mới ạ. Bây giờ xuống nhấc ba cái dây cái câu lúc nãy, bây giờ anh em mình nhấc lên xem có cá mình lấy cá nướng mình nó con cá kia mọi người nhá. Rồi cứ mình một người nấu cơm, mình lại với mình câu bạn này nấu cơm. Ok nhá. Giờ mình anh em lại nhấc câu ngoài đây xem thế nào. Sẽ dọn lỗ lỗ chỗ này đi mọi người ạ. Này nấu cơm chỗ này. Không phải nâng bao dây câu kia ấy, dây đầu không được, dây thứ hai được con cá trạch này nhỉ. Không phải mình câu được con cá lăng, cá bò rồi. Thứ hai con trạch cũng chiều. Giờ đang câu thêm một chút nữa là có cá nướng mọi người nhé. Đây anh em ạ, mình có một chút thịt lợn mang đi ấy, anh em ạ. Bây giờ là cái đấy bạn mà thái lên xong rồi bỏ vào nấu canh canh lá chua mình. Nấu ít lá chua bỏ vào vừa nấu canh vừa nấu thịt luôn. Còn cá chạch ấy giờ anh em mình làm thịt xong là nướng. Mà quên mình về bên này. Sắp được, sắp sôi. Sôi mình ạ. Em nắng cái nồi này nó mỏng. Con sôi luôn. Đấy,
đã, nhưng mà nó cũng đi chín cho. Nó chỉ có cháy một chút thôi. Nó vẫn đang mở đấy chứ. Còn mũi nó ngắm này chứ. Thịt đây mọi người. Để nấu canh. Rồi nấu thịt rồi nấu canh luôn. Mình xào cho nó cháy cạnh lên xong là nấu canh. Nó mới bắt cạch mọi người ạ. Cạch à. Cá lăng này. Nướng cá mình nướng này, kia mình nấu canh mọi người ạ. Ôi dồi, có một con cạch nữa. Hả? Đây là nồi canh của bọn mình nha mọi người. Canh xương thịt. Canh sắp được. Bỏ lá chua vào. Canh ngon lắm mọi người ạ. Có canh, có cá nướng. Chuẩn. Ui, bỏ con câu đi. Đây mọi người nhá, mình có 3 con cá trạch. Và còn cá lăng, rục phi, còn cá băm đá đấy, còn đấy còn cá đây giờ nướng mọi người, chờ nướng nướng xong là ăn cơm. Cơm thì được rồi mọi người ạ, cơm đây được rồi mọi người này, đó ngon lành mọi người nhé. Trên đây nồi canh của mình thì cũng chín rồi, mình bóc đây cho nó nguội rồi, chờ cá được là canh nguội là ăn cơm là vừa mọi người ạ. Cá mọi người ạ. À, bây giờ là 12 giờ đêm rồi nên là anh em cũng chủ ăn cơm mình đi nghỉ thôi. Hôm nay đi nhấc câu không lại mệt quá. Hôm nay đi thả câu nó xa lắm mọi người nên là nó lâu. Đây là ba em cá trạch này, đã ngon lành rồi nên là mình để lên trên này. Đây. Đây. Đây là cá mọi người nhá. Ok. Ta có bắt tay không nhỉ? Ăn nó nửa quả nhỉ cũng đi. Tắt đèn đi thôi, đeo đèn gì nữa. Đây là hơn mùa nha. Thôi cứ để đi vào đây.
lót chứ. Đừng có tìm nó lót chứ không tìm. Nó ra chuối này. Nó là hai cái rồi. Đây là nồi cơm. Đây là nồi canh. Ôi giời. Cuối cùng cũng được ăn mọi người ạ. May quá. Chưa vút đủ à? Đói, thìa rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mọi người nhé, cùng dùng bữa với bọn mình nhé, ăn đêm có nồi canh chua này, thịt này, có rau húng bạc hà, có rừng muối này, có cá chạch nướng và cá nướng, nó luôn cũng đầy đủ mọi người ạ. Thấy không? Hả? Cái gì mua? Cái ngoài à? Cái gì? Cái gì? Ra chưa? Hả? Ừ, chanh chanh của mình cây cũ mà. Cây cũ còn cây hai chai mà. Thấy chưa? Chưa. Lấy mất rồi. Không để dưới gầm đấy đúng không? Ừ. Mời tất cả mọi người nhá, mời anh em dùng cơm bọn mình nhá, làm tí nước cây cay mình không uống đâu, uống chút tôi nghĩ là nó ngon. Này, cua này. Đây. Ăn được như tao ăn cua. Cá này này. Cá chạch nướng mọi người ạ. Ừ, chà. Ngon. Ngọt chua nó giọt nó hơi to ấy nhỉ. Ngọt chua nhá. Sao này thơm nhỉ? Thơm mà mát lắm mọi người, ăn dịu chứa. Ngon nhỉ? Ngọt ngọt. Ờ. Lật lật cho nó. Chế mẹ này này. Đây là rau húng bạc hà mọi người, ăn nó thơm ngọt mát. Tạm biệt, ăn cứ ăn xong rồi tự nhiên xong, hy vọng tất cả ngày mai mọi người nhé, ngày mai mình sẽ lên trên kia, mình nhấc câu và mình sẽ quay cái cung đường ấy, mình đi mình thả câu mọi người xem cái đấy, nó cực kỳ đẹp mà nó cũng khá huyền bí luôn mọi người ạ, mai mình đi quay lại mọi người xem, mình
Cầm xong đi nghỉ cho nó khỏe lắm nữa này nhé.